Chúng tôi, Sài Gòn Media Corp, tự hào với thương hiệu Sài Gòn TV. Sài Gòn Media Corp gồm 4 công ty thành viên: Sài Gòn Star Media, Sài Gòn Media Plus, Sài Gòn Media News và Sài Gòn Trading. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, năng động và sáng tạo, đây là thế mạnh để Sài Gòn TV sản xuất những chương trình ở các lĩnh vực như sản xuất chương trình truyền hình, tổ chức sự kiện, dịch vụ quảng cáo, truyền thông đa phương tiện và đào tạo truyền thông. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường truyền thông luôn khắc nghiệt, nếu không đổi mới sẽ không thể tồn tại. Trên thực tế này, chúng tôi đã không ngừng đổi mới nội dung, đào tạo nhân sự, đầu tư thiết bị, cải tiến công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất, hiệu quả nhất. Ra đời vào năm 2015, Sài Gòn TV với tôn chỉ hợp tác để cùng phát triển. Và muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Sài Gòn TV tự hào là đối tác uy tín của nhiều cơ quan báo đài và doanh nghiệp trên cả nước như Đài Truyền hình Việt Nam VTV, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, Đài Truyền hình Vĩnh Long, Đài Truyền hình Cần Thơ, Đài Truyền hình An Giang, Đài Truyền hình Long An, Đài Truyền hình Sóc Trăng, Đài Truyền hình Cà Mau, Đài Truyền hình Đồng Tháp, Đài Truyền hình VTC, Kênh Truyền hình An ninh TV, Đài Truyền hình Bình Dương, Báo Điện tử VN Express, Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Báo Pháp Luật, Báo Người Lao Động, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Phát Điện 3, Công ty Đông Tây Promotion, Công ty Hải Nam Media, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quảng cáo Truyền thông TNT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Baza, Công ty Pop Worldwide, Công ty Red Bank. Năm 2019, Sài Gòn TV hướng đến là đơn vị sản xuất và cung cấp nội dung truyền thông đa dạng. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục thực hiện các chương trình đã tạo dấu ấn đậm nét với khán giả như Lần Theo Dấu Vết, phát sóng lúc 19 giờ vào thứ Hai trên HTV7, Hồ Sơ Trinh Thám, phát sóng lúc 19 giờ vào thứ Ba trên HTV7, Biệt Đội Thám Tử, phát sóng lúc 16:35 vào thứ Hai và 16:40 vào thứ Ba trên Truyền hình Vĩnh Long 1. Thám Tử Tình Yêu, phát sóng lúc 19 giờ vào thứ Sáu trên HTV7. Chuyện Trưa 12 giờ, phát sóng lúc 12 giờ trưa hàng ngày trên HTV7 và HTV9. Tiêu Điểm Nóng, phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên Đài Truyền hình Cần Thơ. Nóng 24 giờ, phát sóng lúc 18:15 hàng ngày trên Long An 34. Miền Tây 24 giờ, phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên Sóc Trăng STV. Showbiz 24 giờ, phát sóng lúc 19:55 hàng ngày trên VTV8. Bàn Tròn Cảnh Giác, phát sóng lúc 19:35 thứ Năm trên VTV8. Alo Bác Sĩ Nhi Đồng, phát sóng lúc 9:45 thứ Bảy trên HTV9. Lời Cảnh Báo, phát sóng lúc 19:55 hàng ngày trên Truyền hình Vĩnh Long 1. Hành Trình Năng Lượng, phát sóng lúc 14:35 thứ Bảy cách tuần trên HTV9. Chuyện Tử Tế, phát sóng lúc 6:30 hàng ngày trong Người Đưa Tin 24 giờ trên Truyền hình Vĩnh Long. Chuyện Cảnh Báo, phát sóng lúc 11 giờ hàng ngày trong Người Đưa Tin 24 giờ trên Truyền hình Vĩnh Long. Phóng Sự Chuyên Đề, phát sóng lúc 18:30 hàng ngày trong Người Đưa Tin 24 giờ trên Truyền hình Vĩnh Long. Trong số đó có nhiều chương trình đạt rating cao: Lần Theo Dấu Vết, Hồ Sơ Trinh Thám, Chuyện Trưa 12 giờ, Tiêu Điểm Nóng và các chuyên đề Cảnh Báo, Điều Tra đang phát sóng hàng ngày trên một số đài. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Sài Gòn TV tiếp tục làm mới mình để tạo ra những chương trình truyền hình phù hợp, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khán giả. Sài Gòn TV góp phần giúp tăng doanh thu cao nhất cho khách hàng và đối tác. Sài Gòn TV, sáng tạo để khác biệt.